để mình hỏi em. Hỏi gì? Hỏi gì? Rồi hồi từ ngày xưa giờ luôn hay sao con? Cũng như mới có năm nay nó 24 rồi, 3 năm nay là nó nhiều. Dạ. Nó quýnh nó gần chết luôn. Tự đánh hả? Tự nó quýnh vậy đó. Nó nói tao biểu mày về sao mày không về mà mày mày đi hoài. Nó đẹp gái lắm đó. Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, thì hôm nay có mặt ở xã Tân Bình, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp, thì Bùi Hồ có gặp một cái em gái nó khoảng ngoài 20 tuổi, và điều đặc biệt là em cứ đi lang thang đầu đường xó chợ như thế này. Bùi Hồ quay cho cô bác anh chị xem. Thì được tìm hiểu một số thông tin thì mẹ của em bỏ đi rất là lâu rồi, và em sống cùng với người ba, với một người bà, và ba của em thì cũng có vấn đề về thần kinh. Để mình hỏi em. Hỏi gì? Hỏi gì? Con. Nhiêu tuổi rồi vậy em này, nhiêu tuổi rồi? Tuổi mẹo đó. Vậy hả? Quay về cái em Nhi này phải quay lén mới được. Chứ quay mà cho em thấy thì em sẽ đi khắp nơi. Em Nhi này năm nay 22 tuổi. Lại đây anh biểu nè. Đây anh biểu nè. Dạ em chào cô. Cô ơi, cái em Nhi đó là sao vậy cô? Ba với mẹ nó thâu nhau. Dạ. Giờ nó cùng ở với bà già. Dạ. Bà nội. Dạ. Cũng nhà cũng khổ lắm. Rồi đi vậy đó. Rồi hồi từ ngày xưa giờ luôn hay sao con? Cũng như mới có năm nay nó 24 rồi, 3 năm nay là nó nhiều. Dạ. Nó quýnh nó gần chết luôn. Tự đánh hả? Tự nó quýnh vậy đó. Nó nói tao biểu mày về sao mày không về mà mày đi hoài. Dạ. Ừ, rồi bà nội nó ở đây người ta cũng có cho tiền nữa rồi đi chữa. Mà đi chữa thì cũng như không đúng ngày á. Ừ, cũng khổ lắm. Rồi bị từ đó giờ đi chợ từ đó giờ luôn hay sao cô? Hay đi vòng ở chợ mình á? Nó ở chợ, nhà bị trên chợ nè, mà nó đi cà vòng vậy đó. Dạ. Đi hoài. Nhiều khi lại đây rồi cô cũng có cho tiền đó nữa. Rồi còn mẹ đâu cô? Mẹ nó bỏ đi có chồng khác rồi, còn ba nó cũng cùng nữa. Dạ. Ừ. Rồi nó hai chị em là người con chị nó ở ngoài như em. Em nó đi ngoài Vũng Tàu mà khi về cho tiền khi không. Rồi giờ bà nậu nó phải nuôi nó rồi nuôi ba nó. Rồi bà cũng già 80 tuổi. Dạ, nhà gần ở đây không con? Gần, nhà cũng nghèo lắm, đẹp sợp lắm. Dạ. Nhiều khi bà ba cũng không gả gì cho nó. Dạ. Hồi nay con lại con quay thì em đi vòng là sao hả cô ạ? Cứ như nó khùng, muốn đi. Dạ. Đi thì đi hoài, nhiều khi cho ăn, ở người thì cho 5.000, 3.000, khi lấy thì không. Dạ rồi, con gái như thế đi ngoài đường vậy thì có nguy hiểm lắm không cô? Con sợ một số người á. Hình như là cũng lúc trước người ta đi đặt vòng nữa. Dạ. Ừ, cũng như đặt vòng nó là người. Dạ. Cũng như đặt vòng hoặc là thả thiến nó như gần. Dạ. Thì sợ cũng bầu. Dạ. Thấy cũng khổ, gia đình cũng khổ. Ở với bà nội. Bà nội lớn tuổi không con? Bà nội 80 tuổi đó. Dạ. Ừ. Mà tao nói mày nhiều khi tao nói phải chi mà
phải chi mà có ai đứng ra thì đằng này ta cũng xin tiền đừng đi trị bệnh đó, mà nó sau cũng như gia đình nó không ai đi rồi ai dám. Nhưng mà cái này là di truyền hay là từ em chỉ mới bị bệnh đây thôi? Mới bị 19 đi mang cái công ty á. Dạ. Là mẹ ba bị bệnh rồi mẹ mới bỏ luôn. Cái người em của cô Nhi đó là có bị bệnh không? Không, em nó có chồng có 2-3 đứa con rồi. Cũng lên chồng lo con cũng bị bệnh lắm. Khổ sở rồi nó chồng lo con, đừng ra đâu còn ai đâu lo cho nó. Dạ. Mấy cái này nó tệ lắm. Dạ, cô là hàng xóm của cô nhà Nhi luôn hay sao? Có vòng vòng đây nè, có chồng xóm này không à. Dạ. Thì sáng thì nó đi sinh thì từ cho chạy được 5-3 ngàn rồi 10 ngàn thì ăn thì có ai đâu cũng ra đâu. Bây giờ mình kêu em nói lại nè, em nói chịu lại không? Hôm nay gặp em nói gặp cái máy quay em nói sợ. Nó sợ, gặp nó sợ nó vòng 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 ngoài kia kìa, mới ngồi ngoài kia khóc máy á. Dạ. Cái này là chúng ta đâu rồi? Dạ con cũng gần đây. Con lại dạ quay về cái hoàn cảnh của em Nhi đó đó. Rồi đó. Dạ. Giúp cho nó đi. Chứ có tụi mình bị đất cảnh ngày mới lại. Nó vòng vòng ở trước này nè. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nha. Đi tiếp Nhi quay Nhi kìa. Dạ. Quay Nhi hả? Dạ. Dạ con làm YouTube con. Mà bên kênh gì? Dạ con Bùi Hồ. Bùi Hồ á. Dạ. Mà tôi phái coi mấy này lắm. Cái em Nhi vậy thì trước đây có ai giúp đỡ gì em không cô? Thì mỗi lần đi khám bệnh thì cũng có người xin khuyên tiền vòng vòng đó. Dạ. Giúp đỡ cho nó. Cô đây là ba của Nhi đó hả? Ừ. Ba Nhi, còn đây là bà nội đấy hả? 86 tuổi mà còn nuôi hai người thuộc đó. Bà gặp tiền thì gặp phải. Tám mươi sáu tuổi, anh này bao nhiêu tuổi rồi? Có 47 hay gì á. Ở đây cái đường này đi vô thì nó vô cái hẻm này nó cũng sâu cô bác anh chị. Nó ngôi nhà này đi hả? Ngôi nhà này nè. Dạ, anh. Nhà nước cắt cho, cắt cho bà ở đó chứ bà làm cái nhà là có đâu mà có tiền cắt. Dạ. Nước cắt cho bà đó. Anh ngồi đi. Coi cô ngồi nó luôn coi. Rồi ông Tám mất lâu chưa bà Tám? Rồi mấy chục năm biết nhiêu rồi. Mấy chục năm hả? Rồi bà Tám nuôi hai người. Nó đi thiến cái vợ đó bỏ. Dạ. Ba đứa con. Nhỏ này khùng, con nhỏ kia có chồng. Còn một người nữa đâu? Ở ngoài Vũng Tàu hết rồi. Dương Minh Dương. Dạ. Nó đi mặn á. Ba đứa. Dạ. Còn anh này ảnh có đi giống như Nhi không? Nửa đêm cũng mở cửa ra đi nữa hả anh? Mở cửa ra đi á. Bả nè bữa đó là đâu là 1-2 giờ khuya bả đi kiếm con Nhi á, bả kêu sùm ở đằng chợ hết trơn. 1-2 giờ khuya ha. Tại dùng nó nói rồi nó đi chắc nào đó. Bả giật mình thì bả kiếm không gặp thì bả đi kiếm. Vậy là kiếm á. Dạ cả này mà nó đi mở kiếm cửa. Là bà nửa đêm 1 giờ khuya bà Tám thì kiếm em Nhi đó. Đúng rồi. Là sợ em Nhi đó bị có đó, nó ngay nó cũng đỡ. Dạ. Đi vòng vòng cái chợ đó không à. Là chợ sao? Đó chứ mưa rả lại đây vậy đó. Dạ. Anh này anh này anh đi ban ngày không hả? Thằng này thì sáng nó cũng đi. Nhiều khi thì nửa đêm nó không đi nữa. Rồi tính con hơn gì à? Dạ, rồi con hỏi bà. Không biết đi đâu. Rồi bà Tám. Dạ tao hỏi mẹ đi đâu nó đi chơi. Bà Tám còn nghe đầu gõ không bà Tám? Nghe. Dạ. Ừ, con hỏi bà Tám này, rồi bà Tám làm gì là để nuôi cho không có mà gì nhờ nhà nước ba cái đầu lương đó, bả đầu lương già nó
này đầu lương, nhỏ kia đầu lương, ba cháu xúm nhau sao? Rồi bà Tám được bao nhiêu, hiện nay bà Tám được bao nhiêu tiền lương người cao tuổi? Lãnh ba người mà được 1 triệu mấy chục á. Dạ. Còn đó, ngay gạo đồ này kia cũng nhà nước cho. Nhà nước cho. Giờ ở xóm người ta cho. Dạ. Ở đây người ta cho, người ta làm phước. Bên sông đi qua bên sông. Vợ nó bỏ đi có chồng khác. Với mặn lúa rồi. Dạ, ảnh bây giờ còn sức lao động không? Còn cái lao động hả, nó đi mần mướn ai kêu nó giác phân giác đồ rồi nó đi giác nó cứ đâm mần như chung bữa củi đồ nó xài rồi ai kêu củi đồ làm gì thì làm thí mẹ kiếm tiền như thí đó cho giờ rồi, mặn gì rồi công người ta trả anh tiền bạc biết không thì cho 12,000 vậy đó chứ dạ. Có nhiều đó nó xài cho nó lâu quá chứ nó được rồi bạc nào vậy vậy cà phê thôi đủ nào có vậy con Nhi á Nhi là đáng thương lắm ông ơn thiệt. Đáng thương vì Nhi là một người người con gái. Nếu mà chú thấy là tôi thảm thương á, mặt mày nó sạch giờ nó giờ nâu mấy cái này nâu hết trơn. Tới hồi tỉnh thì biết hết trơn. Nãy giờ ra làm đó đính đi kiếm á. Rồi bà Tám, rồi cái vấn đề mà em Nhi đó rồi là có em bị lên cơn đó là có giờ hay là sao? Nó vậy hoài á. Ba hồi tỉnh rồi ba hồi ba hồi nó... ba hồi khác thì cũng như vậy hoài. Vậy hoài. Nếu mày kêu nó về nhà thì nó về nhà. Nó về nhà thì nó nằm nhà đó vậy. Còn mày giữ nó rồi không buông ra rồi nó đi. Đó là sắp ơi giờ buông ra đi đó. Ăn uống gì bình thường hết không bà Tám? Nó ăn uống thì nó ăn uống cũng được. Bữa nay cho dĩa bún không chịu ăn. Bà Tám, con nghe lúc nãy là con nghe là nói là cô nói là em Nhi là ngày xưa khoảng 17-18 tuổi là cũng đẹp gái. Đúng. Và không có bị về có. Thần kinh không có. Rồi cái nguyên nhân nào mà tự nhiên lại bị vấn đề về thần kinh bà Tám có biết không? Không, nhưng không cái rồi nó đau. Nó đau cái rồi chở đi thầy này thầy kia đi tới Châu Giang thầy trà đồ này kia mà chở đi đều hết rồi mà đi hoài không hết sao bỏ luôn. Chưa nó đi đúng tà tà ông Hải nó mặn đông lạnh đó, nó đẹp gái lắm đó. Dạ. Nó ông Hải nó cũng đâu. Đi mặn ta cũng thương nó này kia dữ lắm. Dạ. Anh tên gì? Tâm. Anh tên Tâm. Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Biết nhiêu nữa. Không biết nhiêu. Không biết nhiêu tuổi luôn. Anh biết Nhi là con của mình không? Biết. Biết hả? Rồi đi vậy anh có đi kiếm không? Có. Kiếm. Có hả? Kiếm mà mướn nó mới đi mẹ ơi, không mướn nó không đi. Mướn 5,000, 3,000 bà nó khỏe nè, hổng dạ. Có đi bệnh viện nữa đó. Hổng bệnh nhà, đi bệnh viện đâu quá, bà đi nữa. Bà 80 hổng đi bệnh viện nữa hả? Ừ. Mấy ngày tính đi nữa là mà đi không nổi rồi. Nhỏ kia nó đi chơi với dịp giá chứ. Nó không có gì, phải nó gì thì đi rồi. Tính đi mà không có tiền. Phải có tiền đi rồi. Rồi bà Tám bây giờ có ở đây có đất cát gì không? Không, không. Đó, có cái nhà ở là gì đó. Trời ơi. Có cái nhà ở bà người nhà chị đó. Vậy là cái hoàn cảnh bây giờ là bà Tám thì già 80 mấy tuổi. 86 rồi. 86 tuổi nuôi hai người bị bệnh. Mà bà Tám thì mang một cái căn bệnh nữa. Mà già thì không được nghỉ mà đôi khi thì cũng phải đi kiếm cháu của mình. Ừ đó, đúng rồi. Thì tôi nói sự thật với chú gan gì đó. Một dạ. Giờ khuya là bà đi kiếm. Nãy giờ tao làm đó, đi kiếm. Rồi cái đó. Việc hàng ngày mà nấu nướng rồi ai sẽ nấu ăn cơ bà Tám? Bằng thắng rồi hết đơn rồi mua cá. Bà mò bà mua, nấu chứ. Cháu nó bệnh đó đâu biết nấu đâu. Mượn ăn cá cơm gì để đó, để thằng này chiên ăn thì chiên không chiên không tao cũng nhìn đó luôn. Cái ngôi nhà mình như thế này là nhà nước cắt cho mình hả bà Tám? Nhà nước cắt. Cắt lâu chưa bà Tám? Lâu lắm rồi. Hiện nay bà Tám có ở dòng có dòng họ bà con gì giúp đỡ vì thêm ở đây không? Không. Không có ai đây. Có bà con dòng họ cũng ở đây mà ai chắc cũng nghèo cũng chó con ơi. Dạ. Cho thôi. Đỡ. Dạ, muốn liên hệ đến bà Tám thì sẽ liên hệ đến địa chỉ gì bà Tám có thể nói cho con nghe không? Nói gì? Cái ở đây địa chỉ kêu là ấp Hạ. Ấp Hạ xã Tân Bình. Dạ. Xã Tân Bình, huyện Thanh Bình. Huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Số điện thoại của bà Tám là số mấy? Bà Tám có số điện thoại không? Có. Để kiếm. Dạ kiếm đi rồi nhà con lát nữa con sẽ gửi cho bà ít chút tiền. Dạ. Nhà bà thì 86 tuổi mà bà còn hơi minh mẫn chút. Nếu như mà bà Tám mà không còn minh mẫn nữa thì càng khổ nữa. Càng khổ nữa. Bây giờ tôi nói với chú là mình bà là nuôi hai người gì nè, cơm nước đi chợ rồi khuya còn phải đi kiếm nhỏ kia nữa. Dạ. Nó vậy đó chú thấy cái hoàn cảnh thảm thương chứ. Anh Tâm này nấu cơm được không?
Được. Thì chỉ bà chỉ làm thí mẹ thì ăn gì chứ gì. Thì do lên thì tắt điện đó chứ. Cơm điện đó cũng đỡ một chút. Khi tính khi mới cha con ngậu xuống đâu không ngậu. Anh biết là nấu cá ăn không? Anh Tâm nấu canh đồ ăn không? Không biết đâu, thì là thí mẹ. Hàng ngày ảnh khi mình nói với anh hiền không hay là giống gì không? Hay là anh có quậy phá gì ai không? Không có quậy phá gì trơn á, y vậy đó. Chứ cũng không có quậy phá gì trơn. Nó ngay có trời không có quậy phá gì trơn. Dạ. Thì hổm như tôi á, sắp củi thì mặn kẹp thì kêu xuống sắp củi lại tiếp tôi đi rồi cho tiền. Thì sắp củi tiếp rồi cho ăn rồi cho tiền rồi uống cà phê đồ vậy đó. Ai kêu, dạ. Ai kêu gì làm nấy. Dạ. Cho 5 ngàn, 10 ngàn, cho 10 ngàn, 20 ngàn, ai muốn cho nhiêu cho. Muốn cho nhiêu cho. Hay đi. À, bà Tám rồi em Nhi là tối biết đường về nhà không bà Tám? Dạ, yeah. Biết tối về. Tối về. Còn giờ nãy giờ ra nằm nặng đi kiếm á. Cái số điện thoại bà Tám là số mấy? Nè. Đây con kiếm cái số điện thoại ha. Đây, đây không phải là số điện thoại của bà. Chứ không phải cái sổ. Cái này cái đó, sổ tạm thu. Cái gia đình. À vậy hả? Cái điện thoại á. Anh biết chữ không? Không biết. Không biết chữ hả? Hồi đó học thì biết, bây giờ bỏ lâu cái quên. Giờ bệnh hết nhớ luôn. Rồi vợ con gì có thường quay trở lại không con? Đã nói bỏ rồi đi luôn rồi. Luôn rồi, đó giờ luôn rồi chứ đâu có trở lại trở gì đâu. Không có quay trở lại luôn hả? Dạ cô bác anh chị thì đây là cái hoàn cảnh cô Bùi Hồ quay lên cho cô bác anh chị thấy một người bà nuôi hai người, một người con và một người cháu có vấn đề về thần kinh. Thì đây ở đây là địa chỉ ấp Hạ, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Khi mà hỏi về em Nhi bị ở chợ Tân Bình này thì ai cũng biết và sẽ liên hệ được với bà Tám này. Còn nếu như mà cô bác anh chị không có trực tiếp liên hệ được thì qua số điện thoại ở phần mô tả của Bùi Hồ để ở dưới kênh. Thì những cái tấm lòng của cô bác anh chị thì Bùi Hồ sẽ chuyển cho bà Tám với lại anh Tâm cũng như là em Nhi. Nãy giờ thì Bùi Hồ có nhờ bà Tám lấy giùm cái số điện thoại để cho cô bác anh chị liên hệ, nhưng mà bà Tám thì không còn hết nhớ số điện thoại luôn rồi. Cảm ơn bà Tám với lại anh Tâm. Dạ, rồi con sẽ gửi cho một ít tiền. Chúc bà Tám sức khỏe luôn nha bà Tám. Gửi mang ơn con nha. Dạ, rồi con chào bà Tám ha.